Ui, mua tại chỗ trăm trăm nghìn chứ nói gì sản phẩm trăm cũng được thôi, mua cái 95 nghìn ra đi nữa tính cho đếm á kìa. Ủa rẻ nhá, cũng 30 chút nhưng mà tí bây giờ 30 chút lên này đó. Con này là 7-8 chút đấy, vừa là mua niêu. Mua tiền đây của ai mua ẻo đấy. Đi ra lấy mốt và đặt trong sứ. Bởi mình đi ra nhập Úc đi. Đâu có nhiều ốp đẹp đâu. Hôm bữa em vô lần đắt nghe. Nhiều khi săn xéo có 5-7 ha đấy. Chi đó hả? Qua em đó, đang tải lên đó. Hai cái nhầm qua qua đó. Em mưa làm họ quay, lấy video đăng cái lên. Đâu biết mình làm gì. Họ biết mình làm spa đâu chứ không biết mình làm bụng. Tưởng mình làm body nữa. Họ nói mình làm spa thôi chứ không biết mình làm bụng. Đăng lên nhà biết mình làm bụng. Chị đứng trong mặt của nó.
muốn ha là sẽ muốn ha được thêm cái khác chứ mà tối lên đi hay nằm nằm như vậy rồi cái chiêu hấu rồi nhắm cái chiêu hấu ừ, nhà với mẹ không thì em bận miếng lá đấy thì không có thôi đó lúc này bận lỡ bận miếng lá cái chuyện cảnh mọi nói vậy không có rồi bận ha Làm thích khách hàng là thượng đế nghe. Like tưởng còn sale. Anh nghĩ bữa nay là gì đúng đi. Có khi được mua ship ra đây là. Bạn do cái gì quên rồi mới chẳng có cái ai về đứng bởi vậy. Cái câu nước ngoài chẳng đi. Ok câu nước ngoài chẳng đi. Nó bắt hàng chẳng đi. Tiền mất order có thu. Order nhìn xong rồi cũng có hoa kẹo không kìa. Nấu có bán hàng được nữa. Bán hàng được nữa đúng không? Sau sau một nó có không có đến. Sao bán hàng cứ chẳng ai dám buồn lên nữa. Chả ai đăng. Thì không ai đăng thì không ai buồn lên. Kẹp của em chắc lạc trâu luôn rồi đó. Kẹp của em chắc trâu luôn luôn hả? Trâu ra biển luôn rồi. Tính không phải của em luôn á. Mày thì đặt đó. Em thích order à. Ủa thì cũng là order đó. Không làm order. Tại sao thích mày thì đặt kìa tao đi mới là order hả? Order là cái gì nữa? Không. Em thích tao wow à. Hay là hai lần ít quá rồi không dục lại rồi. Ít nhiều nhưng mà nó đặt còn có hết. Chỉ dục lại cho tiền của mình không dục lại. Mình trước kỳ đặt con cao được gì hết sao đó. Không có giờ không sao có rứt đó. Vậy sao đi diễn Halloween không? Không, là bữa nay đi diễn nay mà bữa nay đi học rồi. Tâm có ai này vô nhận ca tham gia Halloween.
Na hồi sáng giờ chưa làm hả? Chưa. Na chuẩn bị làm tiếp hôm nay giùm mày. Mà cái áo nó chị nói vậy like là đâu có sale đúng không? Mà cái áo nó chị nói vậy like là đâu có sale đúng không? Đâu có giảm 20% gì đó. Là không giảm. Thank you.